Cảm thấy bước vào lớp 13 này tao nhận được nhiều lời phán xét. Cả kỳ trước tao mất thời gian đi ra khỏi trường và ngồi quán nét. Mà ký ức tệ nhất đời tao ngồi trong cái giảng đường chưa đầy 8 mét. Tao phải dành 4 năm nữa để mà gắn kết với những cái món ăn, những kẻ mà đáng ghét. Ê, nhỏ thuộc mắt và quên gấp chăn sỏ, đôi tất cho nó êm gót chân. Bỏ heo đất nhưng mới lên lớp 5 mở tủ sắt để đôi Air Force One. Chạy đường tắt chứ có xe chóc sơn vở. Bài tập toàn là trang giấy trắng vì tao chỉ có tầm mấy cái con váy ngắn. Và tao tìa thêm cả mấy em tóc xoăn.